Thank you.
được thế nhỉ? Vâng. Này bán bao nhiêu đấy? Con này cháu bán 1 triệu. 1 triệu á? Vâng. Ôi, cái này tầm 7 cân thôi. Ừ. 800 nhá. Ừ, cũng được. Thế chú lấy ra xe đó. Bảy trăm nhỉ? 800 rồi. Vâng. Lấy số gửi tiền này. Cháu đến xem đủ nhá. Vâng. Về nhá. Ơ, chú ơi, chú.